Mùa giải năm nay, Arsenal đã khởi đầu thực sự tệ hại với 3 thất bại liên tiếp tại Premier League. Thậm chí họ còn không được ghi bất kỳ bàn thắng nào trong chuỗi trận này. Song sau tất cả, thì thầy trò Mikel Arteta cũng đã trở lại với đúng hướng. Họ vượt qua khủng hoảng và đang trải qua thành tích bất bại tại Ngoại hạng Anh. Nói về sự kiện Arteta, cán mốc 100 trận đấu trên cương vị huấn luyện viên trưởng của pháo thủ, Theo quan cấu thừa nhận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thực sự tiến bộ và đang dần trở thành một huấn luyện viên giỏi. Trao đổi với TalkSport, cựu cầu thủ của Arsenal chia sẻ: "Bạn có biết nó đã trôi qua nhanh như thế nào không? 100 trận đấu, thật phi thường. Với Mikel, tôi thích những gì anh ấy đang làm, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Tôi cảm thấy như Mikel thực sự đã bắt đầu trở thành một huấn luyện viên giỏi và tôi cũng cảm thấy những kỹ năng quản lý con người của anh ấy đã trở nên hoàn hảo. Tôi đã theo dõi Mikel khi mới bắt đầu và anh ấy của bây giờ. Một lần nữa, giống với Steven, trong các cuộc phỏng vấn và sự hiện diện của Mikel ở bên ngoài đường biên, tôi thích thú khi có được một yếu tố sợ hãi đang quay trở lại." Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất đi tài năng Balogun trước khi Mikel Arteta để nhanh kế hoạch nhân sự ở vị trí tiền đạo của mình. Lacazette và Aubameyang hiện đang là cặp tiền đạo được lựa chọn là số 1 của Arteta. Đây là bộ đôi ghi được 6 bàn sau 3 trận cho họ khi mà họ đá chính cùng nhau. Nhưng Lacazette có vẻ sẽ rời sân Emirates vào cuối mùa giải này với việc hợp đồng của tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn và không có dấu hiệu nào cho thấy Lacazette đồng ý một thỏa thuận hợp đồng mới để kéo dài thời gian tại Bắc London. Điều đó có nghĩa là Arteta sẽ phải tìm kiếm nhân sự mới để thay thế Lacazette, có thể là từ học viện của pháo thủ hoặc là thông qua một bản hợp đồng mới trên thị trường chuyển nhượng. Ứng cử viên hàng đầu lúc này chính là Balogun, người đã gây ấn tượng rất nhiều trong thời gian thi đấu cho đội trẻ của Arsenal. Balogun đã ghi 31 bàn sau 53 trận ra sân cho đội trẻ của pháo thủ, trong đó có 10 pha lập công chỉ sau 8 trận tại mùa giải này. Thành tích ghi bàn đáng chú ý đó cũng được bổ sung vào kỷ lục săn bàn đáng kinh ngạc của tiền đạo sinh năm 2001 tại Premier League dành cho lứa tuổi 18. Trong đó, Balogun đã ghi 34 bàn sau 33 trận. Với những điều nêu trên, Florin Balogun dường như đã sẵn sàng được thử sức tại đội 1 Arsenal. Nhưng đó là điều mà Arteta chưa tạo điều kiện thực sự. Balogun được khoác áo Arsenal 2 trận đầu tiên tại Premier League mùa này. Đó chỉ là do Aubameyang và Lacazette không đủ thể trạng để mà có mặt. Việc Arteta không tạo điều kiện được Balogun thi đấu ở đội 1 Arsenal có thể khiến pháo thủ phải trả giá nếu huấn luyện viên trưởng của họ không đẩy nhanh kế hoạch sử dụng tài năng này. Bản thân Balogun cũng thừa nhận đang rất sẵn sàng thi đấu ở cấp độ cao hơn. Anh cũng ám chỉ rằng khả năng sẽ rời Arsenal nếu mà không được trao đủ thời gian. "Tôi cảm thấy như mình đã chơi bóng ở cấp độ trẻ đủ rồi. Tôi đã ghi bàn ở cấp độ đó và cải thiện đáng kể. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để đón nhận một thử thách mới. Dù nó ở đâu thì tôi cũng sẽ sẵn sàng. Là một tiền đạo và một cầu thủ trẻ, bạn cần những phút giây thi đấu. Đó là cách tốt nhất để học hỏi và có được sự phát triển tốt nhất." Kế hoạch của Arteta về việc làm thế nào để chiêu mộ thêm ngôi sao tấn công cho Arsenal là không rõ ràng, với việc huấn luyện viên người Tây Ban Nha chưa có động thái cụ thể để chiêu mộ Luka Jovic của Real. Nhưng màn trình diễn của Balogun thời gian gần đây cho thấy tài năng này xứng đáng có một suất trên hàng công của pháo thủ. Nếu Arteta muốn tận dụng hết tài năng của sao trẻ này, chiến lược gia này cần phải đẩy nhanh kế hoạch thay thế Lacazette và bắt đầu trao cho cầu thủ trẻ người Anh nhiều cơ hội hơn. Mùa hè vừa rồi, ban lãnh đạo Arsenal đã quyết định đặt chọn niềm tin vào Arteta và trao mọi điều kiện cho chiến lược gia người Tây Ban Nha cải tổ đội hình. Sau tất cả, lực lượng của pháo thủ được thay máu mạnh mẽ với hàng loạt tân binh có tổng trị giá là 142 triệu bảng. Và tác động mà cuộc cải tổ này mang lại là không thể phủ nhận được. Kể từ thời điểm hoàn tất đội hình bằng tất cả các mảnh ghép cần thiết, đoàn quân của Arteta đã thực sự trở nên bất khả xâm phạm. Họ là một đội bóng có thành tích ấn tượng tại Premier League ở trong giai đoạn gần đây với 2 trận hòa và 6 chiến thắng, đồng thời đã vươn lên vị trí thứ 5 ở trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, với cái cách hạ gục Tottenham hay Leicester đầy thuyết phục, giờ là lúc mà pháo thủ nên thực sự mơ về top 4. Thực tế, đội chủ sân Emirates dường như cũng đang hướng tới mục tiêu này, khi giới truyền thông khẳng định họ đã lên kế hoạch thâu tóm Kulusevski, ngôi sao đang thuộc biên chế của Juventus, để nâng cấp lực lượng vào tháng 1. Dự kiến, Arsenal sẽ vấp phải nhiều sự cạnh tranh từ nhiều câu lạc bộ trong cuộc đua tới chữ ký của Kulusevski. Song, ngôi sao người Thụy Điển có lẽ cũng đã sớm có câu trả lời dành cho pháo thủ. "Đội bóng yêu thích của tôi là Arsenal bởi vì tôi thích mọi thứ về câu lạc bộ và thành phố này, các cầu thủ và cách họ chơi bóng", Kulusevski chia sẻ trong chương trình podcast lần
vào năm 2019, được dẫn lời bởi Fong Football. Bên cạnh tình yêu đối với pháo thủ, Kulusevski thực tế còn một có lý do quan trọng khác để quyết định chuyển tới Emirates. Nhiều nguồn tin khẳng định, huấn luyện viên Allegri không đánh giá cao tiền vệ người Thụy Điển. Và đây cũng là lý do tại sao anh mới chỉ có 2 lần ra sân tại Serie A mùa này. Tất nhiên, việc thường xuyên ngồi dự bị hoàn toàn không có lợi ích gì đối với quá trình phát triển của cựu sao Parma. Còn nhớ, Kulusevski chính là giải thưởng của giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2019-2020 khi anh ghi được 10 bàn thắng và đóng góp 9 pha kiến tạo cho Parma sau 36 trận đấu. Rõ ràng, tiềm năng của anh là vô cùng lớn. Và nếu được huấn luyện viên bởi một chiến lược gia có xu hướng trọng dụng tài năng trẻ như là Arteta, thì khả năng tiền vệ này bùng nổ trong tương lai là không hề nhỏ. Juan Cot, người đã khoác áo Arsenal từ năm 2006 tới 2018, mới đây đã chia sẻ với TalkSport rằng bản thân là một fan hâm mộ lớn của Smith Rowe. Juan Cot cho biết anh rất vui mừng khi thấy cầu thủ 21 tuổi ra mắt cho đội tuyển Anh vào tuần trước. Cậu ấy đã ra mắt vào đêm hôm trước. Tôi rất hâm mộ Smith Rowe, thực sự là nhiều vậy. Smith Rowe hiện đang kiếm được 42.000 bảng mỗi tuần tại Arsenal. Số 10 của pháo thủ được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng 5-0 của Tam Sư trước Albania. Smith Rowe cho thấy ý chí và sự tiến bộ của bản thân rất nhanh trong màu áo của Arsenal. Kể từ khi được đảm nhận chiếc áo số 10, vai trò cầu thủ này trong đội hình của Mikel Arteta lại càng nổi bật hơn. Tính riêng tới thời điểm hiện tại, Emil Smith Rowe đã ghi được 4 bàn và có 2 lần kiến tạo trong 11 trận đấu tại Premier League mùa này cho Arsenal. Cùng với Bukayo Saka, Ben White và Aaron Ramsdale, Smith Rowe không chỉ là viên ngọc của Arsenal mà còn là tương lai của bóng đá Anh. Nguồn tin từ Daily Mail chia sẻ, cựu cầu thủ Arsenal đang cân nhắc việc trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh vào thị trường chuyển nhượng mùa đông. Ramsey vẫn trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng, nhưng vấn đề cản trở anh rời Juventus để chuyển tới biên độ mới là nằm ở mức lương ngất ngưởng của anh. Kể từ khi Ronaldo rời đi, cầu thủ 30 tuổi này nằm trong số những người có thu nhập cao nhất tại Juventus. Anh được cho là đang nhận khoản lương lên tới 400.000 bảng một tuần. Rất ít câu lạc bộ Anh sẵn sàng trả cho Ramsey mức đãi ngộ quá khủng này. Vì vậy sẽ không bất ngờ nếu Ramsey giảm yêu cầu mức lương của mình để tạo điều kiện cho những câu lạc bộ xứ sương mù tiếp cận. Arsenal được cho là đã tiếp cận với Raheem Sterling của Man City trong những thời gian gần đây. Arteta có thể trở thành nhân vật quan trọng thúc đẩy thương vụ này khi cả hai từng trải qua khoảng thời gian làm việc tại Man City. Được biết, có rất nhiều cầu thủ của Man City thiết lập mối quan hệ tốt với huấn luyện viên người Tây Ban Nha và Sterling là thuộc trong số đó. Cùng với việc Pep Guardiola không còn trọng dụng chân chạy cánh sinh năm 94 thường xuyên, đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ nhả người. Mùa này, Sterling chỉ đá chính có 3 trận tại Premier League sau khi mất vị trí vào tay của Jack Grealish. Biết được thông tin này, cựu cầu thủ Kevin Campbell nhận định Sterling là một chữ ký tiềm năng dành cho Arsenal. Tôi nghĩ Mikel Arteta có tác động tới sự nghiệp của Sterling. Không ai có thể nghi ngờ việc Sterling vươn tới trở thành một ngôi sao chạy biên hàng đầu. Ở vai trò đó, cậu ấy từng ghi hơn 20 bàn. Đó là thành tích ấn tượng. Nếu xuất hiện một cầu thủ nào đó có khả năng chuyền bộ, Arsenal cần phải vào cuộc. Đội bóng cần giành chữ ký của cầu thủ ấy.